Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Australia và U23 Ả Rập Xê Út. Đó là trận đấu bán kết 1 của giải U23 châu Á. Và giải đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 6 thì giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của nhà cái trận đấu này thì hai đội có thực lực cũng khá là cân bằng với nhau. Cho nên là sẽ đá với mức kèo chính là kèo đồng. Mức kèo phải tăng 0,25 và tăng anh nữa là 0,5. Đó là mức kèo phụ do đội U23 Ả Rập Xê Út sẽ chấp U23 Australia. Và cái mức tài xỉu trận đấu này là hai trái 2,25 và 1,75 tùy theo kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và các bạn ấn vào cái đường link màu xanh đó. Sau đó các bạn ấn vào đăng ký là xong. Ngoài ra thì mình cũng đã up một số video nhận định khác trên kênh Di Soi Kèo số 1. Thì bạn nào rảnh rỗi nữa các bạn hãy là ghé qua kênh đó để tham khảo thêm về những kèo bóng khác nha. Và bây giờ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. Ở các lứa U23 trước đây thì U23 Australia và U23 Ả Rập Xê Út chưa có lần nào gặp nhau, cho nên là cũng không có nhiều thông tin đối đầu để gửi tới cho các bạn. Năm trận thi đấu gần nhất của U23 Australia, U23 Australia bất bại với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Năm trận thi đấu gần nhất của U23 Ả Rập Xê Út, U23 Ả Rập Xê Út thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và ở trận đấu này với cái mức tỷ lệ thế này thì theo nhận định của mình chọn cổ U23 Australia đồng banh hoặc là lựa kèo phụ U23 Australia được chấp đồng nửa trận này. Vì sao? Thứ nhất là xét về thực lực U23 Australia, họ cũng không thua kém gì U23 Ả Rập Xê Út thời điểm hiện tại đó các bạn. Thứ hai nữa thì nếu như trận đấu này mà hai đội bất phân thắng bại ở 90 phút thì chúng ta chọn cỡ U23 Australia, chúng ta cũng chỉ từ quầy kèo để thắng được nửa kèo mà thôi. Với lại là nếu như trận đấu này mà hai đội hòa nhau ở 90 phút thì còn đó hai hiệp phụ hoặc là những lượt sút luân lưu để quyết định tấm vé vào chung kết. Cho nên là trận đấu này tính chất cũng rất quan trọng, cho nên là có thể là 90 phút Australia họ sẽ không thua trước Ả Rập Xê Út đâu. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ hiện tại thì U23 Australia họ đang có phong độ cũng rất cực kỳ ấn tượng của thời gian gần đây. Với lại là ở những cái mùa giải trước á thì Australia họ đa phần là không lọt vào được trận bán kết. Ở mùa giải năm nay họ có thực lực tốt hơn những năm trước và lọt vào bán kết một cách cũng khá là dễ dàng. Thì biết đâu Australia mùa giải năm nay họ sẽ gây được cái bất ngờ nữa, đó là đá bại được U23 Ả Rập Xê Út ở 90 phút để tiến vào cái trận chung kết luôn hay sao. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên đi của đội U23 Australia ở 90 phút đồng banh hoặc được chấp đồng nửa chỗ này. Mức tài xỉu chỗ này là hai trái 2,25 và 1,75. Thì cả hai đội đều đang có phong độ cực kỳ ấn tượng. Mình dự đoán chỗ này hai đội cũng sẽ đều có bàn thắng vào lưới cầu thủ của mình. Có thể là sẽ kết thúc 90 phút hai đội sẽ cũng sẽ hòa, nhưng mà hòa có bàn thắng. Mình dự đoán sẽ có tỷ số là hòa một đều hoặc là cũng có thể là hai đều. Cho nên bạn tin tưởng mình nữa, có thể là đá nhẹ tài hai trước và đợi tài hạ dưới hai thì hạ vào mạnh nha. Tại vì chúng ta cũng không loại trừ khả năng là hai đội sẽ hòa nhau một điều. Nếu như trận đấu này các bạn không tin tưởng của U23 Australia thì bạn ưu tiên đá cửa tài không cũng được. Ở mức hiệp 1 hay mức kèo đồng và tài xỉu là 0,75. Thì hiệp 1 mình dự đoán là Australia là những người sẽ có bàn thắng mở tỷ số trước. Hiệp 1 các bạn hãy là đá cửa U23 Australia đồng banh hoặc là lựa kèo phụ được chấp đồng nữa và đá tài 0,75. Tóm lại trận đấu này chốt kèo là chọn cửa U23 Australia và đá tài từ hai bàn trở xuống. Hiệp 1 thì cũng chọn Australia và đá tài 0,75. Thì cái này là cái phần nhận định riêng của mình về trận đấu này. Bạn nào có ý kiến khác comment bên dưới nha. Còn bạn nào đồng ý với quan điểm này thì mong các bạn hãy like và đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em may mắn ở lựa chọn của mình.